Hàng năm, cứ đến cuối tháng 8, học trò cả nước lại nô nức mong chờ đến ngày tựu trường để được gặp lại thầy cô, bè bạn sau những ngày nghỉ hè xa cách và cùng nhau chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Nhưng mùa tựu trường của năm học 2021-2022 lại vô cùng đặc biệt. Ngày 25 tháng 8, trường tiểu học Đại Hưng tổ chức đón 144 em học sinh lớp 1. Vẫn là tâm trạng hồi hộp có chút lo lắng của buổi đầu đến ngôi trường mới, nhưng không có hình ảnh. Mẹ dắt em đến trường, em vừa đi vừa khóc, cô dỗ dành yêu thương của những năm học trước nữa mà các em học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K ngay từ lúc đặt chân vào cổng trường. Niềm vui vẫn trọn vẹn, các em được gặp thầy cô và những người bạn mới, trong lòng ấp ủ bao ước mơ. Ngày 1 tháng 9, các em học sinh ở các khối lớp 2, 3, 4, 5 có một buổi tựu trường đặc biệt mang tên tựu trường trực tuyến. Bạn bè gặp lại nhau không tay bắt mặt mừng, không ôm vai bá cổ, nhưng vẫn rộn ràng niềm vui trên những khuôn mặt thân quen. Lời cô dặn dò ấm áp, thân thương. Sáng mùng 5 tháng 9, bầu trời thu như xanh hơn, sân trường tiểu học Đại Hưng cờ hoa rực rỡ, nhưng không có tấp nập tiếng bước chân của học trò. Mà lúc này,
666 em học sinh của nhà trường đang có mặt tại 20 điểm cầu, háo hức chờ đón lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022. Khai giảng trực tuyến. Bây giờ, chúng ta hãy cùng trở lại điểm cầu chính là trường tiểu học Đại Hưng. Còn ít phút nữa thôi là đến giờ tổ chức lễ khai giảng. Mình cùng đến thăm các lớp học xem thầy cô đang có những chuẩn bị gì cho buổi lễ long trọng này. Mọi công tác chuẩn bị đã xong, chúng ta hãy cùng chờ đợi tiếng trống khai trường năm học 2021-2022. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh thân mến. Vừa rồi quý vị đã được thấy không khí đón mừng khai giảng năm học mới ở 20 điểm cầu của nhà trường. Còn bây giờ, đã đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh toàn trường ở các điểm cầu, chúng ta ổn định để lễ khai giảng năm học 2021-2022 xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến. Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của học sinh cả nước đón chào năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay trường tiểu học Đại Hưng long trọng tổ chức lễ đón 144 học sinh lớp 1 năm học 2021-2022. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2021, 144 học sinh lớp 1 đã chính thức trở thành học sinh của trường tiểu học Đại Hưng. Đây là những mầm non tương lai của chúng ta. Xin chúc mừng, chào đón 144 học sinh thân yêu của trường tiểu học Đại Hưng. Kính thưa quý vị, lớp 1A có 35 học sinh do cô giáo Hoàng Thị Việt là giáo viên chủ nhiệm. Cô Hoàng Thị Việt là giáo viên kỳ cựu có nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt tình dạy học sinh lớp 1, hy vọng với những kinh nghiệm lâu năm của mình, chắc chắn các em học sinh lớp 1A sẽ được cô dìu dắt trở thành khoan ngoan, trò giỏi. Lớp 1B có 36 học sinh do cô giáo Đào Thị Nga là giáo viên chủ nhiệm. Cô Đào Thị Nga là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021. Cô luôn là giáo viên có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, có nhiều sáng tạo trong dạy học. Với khả năng sáng tạo, năng động của cô, chắc chắn năm học này lớp 1B sẽ có nhiều sự đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Lớp 1C có 36 học sinh do cô Đào Thị Huyền là giáo viên chủ nhiệm, một cô giáo trẻ trung và tràn đầy năng lượng, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, ham học hỏi. Chúng ta tin chắc rằng trong năm học này, những mầm non xinh tươi của lớp 1C sẽ phát triển không ngừng, ra hoa, kết trái, mang lại nhiều niềm vui cho gia đình, nhà trường và xã hội. Lớp 1D có 37 học sinh do cô Phan Thị Trinh là giáo viên chủ nhiệm. Cô là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 và cô rất nhiệt tình giảng dạy học sinh lớp 1. Hy vọng với những khả năng của mình, cùng lòng yêu nghề mến trẻ, chắc chắn trong năm học này học sinh lớp 1D sẽ có những kết quả tốt hơn cả sự mong đợi của bố mẹ và thầy cô. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng chúc mừng cho các bạn học sinh lớp 1 bước vào năm học mới, một cấp học mới thật nhiều niềm vui và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu, xứng đáng là chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo, các em học sinh quý. Tiếng hát làm cho tâm hồn thư thái, làm cho con người xích lại gần nhau hơn, làm cho chúng ta thêm yêu cuộc sống và làm cho thầy tích cực giảng dạy và trò hăng say học hành. Để chào mừng năm học mới, xin mời quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng lắng nghe giọng hát của em Phương Thảo, học sinh lớp 1A với ca khúc Đi học xa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
đến giờ làm lễ chào cờ. Xin mời đội nghi lễ vào vị trí. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh ở các điểm cầu đứng lên làm lễ chào cờ. Chào cờ, chào. Kính thưa quý vị đại biểu,
kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh, được sự giới thiệu của ban tổ chức, sau đây tôi xin đọc thư chúc mừng năm học mới 2021-2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2021. Niềm tin và hy vọng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư cuối cùng nhân dịp bắt đầu năm học mới vào tháng 10 năm 1968, Bác Hồ đã căn dặn ngành giáo dục cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Đã 53 năm, ngành giáo dục của chúng ta giờ đây đang đối diện với những thử thách rất lớn do đại dịch Covid-19 diễn ra khắp toàn cầu. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi tin tưởng ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập và rèn luyện thật tốt như lời Bác dạy năm xưa. Với tinh thần, niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. Nhân đây, tôi bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục, các gia đình giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch còn đang diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mất mát về sức khỏe, người thân. Tôi hiểu, với người làm thầy, làm cô và với các em học sinh, sinh viên, việc không thể đến lớp vào mùa tự trường là cả một sự chống chọi đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta tự hào vì có những bác sĩ, đồng thời cũng là giáo viên, những em sinh viên, nhất là sinh viên ngành y, đang ngày đêm miệt mài ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, tôi thân ái gửi tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh, sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những gia đình thiếu các điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm khi chứng kiến cảnh những F0, F1 là các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo, những thiếu niên, nhi đồng phải rời gia đình, làng xóm để đi điều trị hoặc cách ly tập trung. Do vậy, đã bị ngắt quãng việc học. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành, các cấp cần lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động cùng với ngành giáo dục vì tương lai của đất nước, vì tương lai con em chúng ta. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thách thức nào có thể vượt qua hơn tinh thần hiếu học, không có khó khăn nào có thể làm chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm dùi mài kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tổ tiên, để phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm văn hiến. Vì vậy, với các em học sinh, sinh viên, trong bối cảnh nhiều thử thách này, Chủ tịch nước muốn nhắc lại niềm tin yêu, hy vọng của Bác Hồ kính yêu đối với học sinh, sinh viên cả nước ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945.
non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả chúng ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch, và càng không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân. Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã đề ra, xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh. Toàn xã hội, toàn ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo, nhắc nhở các em học sinh, sinh viên. Đồng thời, mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo. Trong công tác phòng chống dịch, các ngành, các cấp cùng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và 5K. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học tới. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời cô Phan Thị Đào, hiệu trưởng nhà trường, lên đọc diễn văn khai mạc chào mừng năm học mới 2021-2022. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh yêu quý. Năm nào cũng vậy, tháng 9, tháng của các em học sinh, tháng mong đợi hồi hộp để các em học sinh được khoác trên mình những bộ quần áo mới, đeo trên vai những chiếc khăn quàng đỏ thắm nhau tới trường trong không khí tưng bừng của ngày hội. Năm nay, cả đất nước mình đang gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19 và thầy trò trường tiểu học Đại Hưng cũng không nằm trong ngoại lệ. Sau trong hoàn cảnh mới, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách mới. Và hôm nay đây là một ngày đặc biệt với tất cả thầy trò trường tiểu học Đại Hưng, bởi các em học sinh đón một lễ khai giảng diễn ra qua màn hình, máy tính, điện thoại, không cờ, không hoa, không có học sinh náo nức tung tăng dưới sân trường. Dẫu không được đến trường, nhưng thầy trò chúng ta vẫn cùng nhau hòa trong không khí hân hoan của hàng triệu học sinh trên cả nước long trọng đón một ngày lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022. Trong khoảnh khắc đặc biệt này, ngày hội của chúng ta có nồng nhiệt chào đón 666 học sinh của trường tiểu học Đại Hưng với bao suy nghĩ vừa lạ vừa quen. 144 em học sinh lớp 1 với sự bỡ ngỡ, ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Xin chúc mừng tất cả các em học sinh của trường tiểu học Đại Hưng đã có mặt đầy đủ trong các điểm cầu của buổi truyền hình trực tuyến ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, chúng ta đã trải qua một năm học với nhiều biến cố của đại dịch ảnh hưởng lớn cho việc dạy và học của nhà trường. Cuối cùng, chúng ta cũng đã vượt qua một cách thành công tốt đẹp. Học sinh của trường đã đạt 25% học sinh xuất sắc, 30% học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu. Trường tiểu học có 14 sáng kiến được công nhận cấp huyện, 4 thầy cô được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trong đó, có 2 thầy cô giáo được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, trong năm học này, có thầy giáo An Xuân Mười
được vinh dự chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Trường tiểu học Đại Hưng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Đây là những phần thưởng rất cao quý dành cho thầy và trò của trường tiểu học Đại Hưng. Thay mặt cho tập thể lãnh đạo nhà trường, tôi xin nhiệt liệt biểu dương thành tích của thầy và trò của trường tiểu học Đại Hưng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến. Năm học 2021-2022 đã bắt đầu. Năm học này, trường tiểu học Đại Hưng tiếp tục thực hiện sứ mệnh xây dựng trường học hạnh phúc. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, vừa thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa dạy học có hiệu quả để đạt được những khát vọng trên. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo ở trường tiểu học Đại Hưng luôn là một tấm gương sáng để cho học sinh noi theo, là người thầy luôn tạo niềm tin cho các con, mỗi cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Các thầy cô luôn phấn đấu trở thành những thầy giáo đạt được 3S, đó là sáng về đạo đức, sâu về chuyên môn, sắc về nghiệp vụ. Cô mong 522 em học sinh khối 2, 3, 4, 5 trong giai đoạn này, mỗi em cần rèn cho mình thói quen tự học ở nhà. Khi các em được đến trường, hãy luôn mạnh dạn, tự tin, tự giác, tích cực, sáng tạo để thể hiện rõ vai trò hoạt động của từng cá nhân trong mỗi hoạt động học tập trong và ngoài nhà trường. Còn 144 em học sinh lớp 1, các em nhanh chóng làm quen được với các thầy, cô, làm quen được với môi trường mới. Tất cả các em, dù học trực tiếp hay trực tuyến, nhưng cô mong các em hãy hành động tốt theo 3T của nhà trường, đó là tự tin, tự giác và tự học. Cô tin nhất định các em sẽ thành công tốt đẹp trong năm học này. Tất cả các thầy giáo và cô giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh, chúng ta hãy cùng chung tay thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sớm đẩy lùi dịch bệnh để cô và trò cả trường được gặp trực tiếp trong mỗi ngày đến trường, để sân trường, lớp học tràn đầy tiếng nói, tiếng cười của các thiên thần nhỏ bé. Và tôi luôn hy vọng trong năm học này, nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt rất mong sự chung tay góp sức của các bậc phụ huynh, tiếp tục đồng hành của các thầy giáo, cô giáo trong mọi hoạt động của nhà trường, để các em thực sự hạnh phúc khi ở trường cũng như ở nhà. Kính thưa các bậc đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh yêu quý. Năm học 2021-2022, năm học thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mặc dù có nhiều khó khăn và thách thức, nhưng chúng ta vừa học vẫn đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cô luôn hy vọng và tin tưởng rằng bằng sự tâm huyết, nỗ lực của thầy và trò cùng với sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo, của đoàn thể, các bậc phụ huynh, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong năm học mới. Năm học này là một năm học với nhiều khó khăn và thách thức. Với sự đoàn kết, sáng tạo, tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, sự chăm chỉ, cố gắng của các em học sinh cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các đoàn thể, các bậc phụ huynh, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Trong không khí trang nghiêm này, tôi xin tuyên bố năm học mới 2021-2022 chính thức được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên đánh trống khai trường. Thank you.
năm học mới của trường tiểu học Đại Hưng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, năm học mới với bao niềm vui, phấn khởi, tự hào của thầy và trò nhà trường nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Cao Xuân Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện lãnh đạo địa phương tên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà Phan Thị Đào, hiệu trưởng nhà trường nên nhận hoa. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Mừng, bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường nên nhận hoa. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện phụ huynh khối lớp 5 nên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà Phan Thị Đào, hiệu trưởng nhà trường nên nhận hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện phụ huynh khối lớp 4 lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Mừng, phó hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện phụ huynh khối lớp 2 và 3 tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà Phan Thị Đào, hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Mời đại diện phụ huynh khối lớp 1 lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Mừng, phó hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Tặng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt một xuất quà trị giá 200.000 đồng nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022. Đó là các em 1. Đào Nhật Minh, lớp 1A. 2. Nguyễn Văn Vinh, lớp 2A. 3. Đào Thị Thảo Huyên, lớp 3B. 4. Hoàng Thị Hải Anh, lớp 3C. 5. Trương Quang Nhất, lớp 4D. Ban tổ chức sẽ chuyển đến các gia đình các em học sinh trong thời gian sớm nhất. Tiếng trống khai trường đã điểm trong niềm hân hoan chào đón của thầy và trò trường tiểu học Đại Hưng. Những dự định, những tâm huyết lớn lao của thầy và những ước mơ cùng những quyết tâm trong năm học này của các em học sinh sẽ từng bước được thực hiện. Là Thùy Trang, lớp 1C, tôi rất vui khi được đến trường mới. Mình xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Hải, học sinh lớp 1A, đường học sinh lớp 1. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Đào Ngọc Quân. Hôm nay tôi học lớp 1D do cô Trinh chủ nhiệm. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ. Tôi chúc các bạn tự tin và đoàn kết. Xin chào tất cả các bạn. Tớ là Đào Phương Thảo. Năm nay tớ học lớp 1D do cô Nga chủ nhiệm. Tớ rất là yêu cô giáo của mình và tớ còn yêu ngôi trường mới của mình nữa. Tớ sẽ quyết tâm học thật giỏi. Tiếng trống trường đã điểm, năm học mới đã bắt đầu. Những người thầy chúng tôi ai ai cũng có nhiều cảm xúc dâng trào. Với tôi, khai giảng năm học này là buổi khai giảng vô cùng đặc biệt nhất trong lịch sử 24 năm đứng trên bục giảng của tôi. Thay mặt cho tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tiểu học Đại Hưng, chúng tôi xin hứa mang hết tâm sức của mình để dìu dắt các em học sinh thân yêu. Chúng tôi quyết tâm chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tiếng trống khai trường thật rộn ràng, báo hiệu một năm học mới nhiều thành công. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương, các bậc phụ huynh học sinh tới nền giáo dục của xã nhà. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe và thành công tới quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, năm học mới đã thực sự bắt đầu. Bao khó khăn, thách thức đang
chờ đón thầy và trò nhà trường ở phía trước. Nhưng dưới sự định hướng của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các bậc phụ huynh, thầy và trò nhà trường xin hứa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.